Hoài Giang xin kính chào tất cả các bạn. Hôm nay vô nhà anh Mạnh làm cái món là vịt nướng cái bang. Đó, bây giờ vô nhà anh Mạnh vịt nướng cái bang là sao đây? Mình cũng không biết là cách anh Mạnh làm sao nữa. Xin các bạn theo dõi hết video này để xem anh Mạnh làm vịt nướng cái bang sao nha. Đây là anh Duy Mạnh. Anh Mạnh chào tất cả mọi người. Chào tất cả các bạn. Đây, vịt thì ướp đơn giản thôi. Này nước ướp thì gia truyền, không có nói được. Rồi anh Mạch chỉ cách vịt nướng cái bang là sao? Đây hả? Đây thì mình bỏ vịt vô rồi mình bỏ miếng giấy bạc lên, mình gói lại. Giấy bạc anh Mạnh ta trải ra cái mình nướng nó xét cái gì bên mẹ cái mâm. Đó. Anh Mạnh ta bỏ vịt lên. Đổ nó nước vô, nó ướp vô. Để con vịt ngửa. Đổ nước súp vô trong nó cho nó vừa, nó để lâu nó thấm nó ngon. Lâu thấm không? Để độ bộ lòng để cặp bên á, đừng để trong con vịt. Để bộ lòng cặp bên quấn lại. Là chín hết chưa? Rồi mình nướng luôn không? Đó để bộ lòng cặp bên rồi đó, quấn lại luôn. Rồi. Gói lại nha. Gói lại. Mình thử gói lại cái đẹp. Cái kia quấn lại cái nữa. Cắt cái mới được. Khỏi cắt, quấn lại luôn. Đó. Đó, rồi bẻ hai bên vô. Rồi lấy dao cắt chung. Mình quấn lại vài cụ mới được. Đó. Đây là vịt cái bang các bạn ơi. Mình đi Mạnh làm gà cái bang thất bại, bây giờ anh Mạnh sáng chế là vịt cái bang thử đây có được không. Rồi, trước mình làm bề ngang cái đó bề dài, rồi trước mình để con vịt bề ngang á, rồi mình để con vịt bề ngang cái này rồi đem trải cái này ra. Trải này ra quấn nữa hả? Mình để đó ra ngoài, để vịt dưới ngoài đi. Rồi, trải này ra. Giả dài cái nữa, nữa. Rồi để vịt bề dài. Bề ngang vậy đó. Đúng rồi. Đó. Cắt ra lấy đầu cắt đi. Cắt chưa mới rồi. Rồi bỏ lại để dành mai mốt mình nướng bỏ đất xét đi. Đó. Đây xong. Đó, bây giờ đất xét mình đắp hết lên rồi mình đã có chuẩn bị một thùng đất xét. Đó là đất trình cho đất xét. Đó. Xét. Lấy cái mâm ra cho lịch sử cái coi. Nóng. Đúng rồi, mỏng mỏng rồi đúng vậy quá vậy đó, mỏng là thất bại đấy. Mỏng con gà của mình nướng xong mình đem happy luôn các bạn. Đây để mình làm này. Dẻo. Đúng rồi, đặt dẻo im được. Dẻo. Em nhìn mấy im. Đẹp quá nè. Nó đẹp chứ. Làm nước mắm chua ngọt đi. Có chanh đâu, chanh nữa không? Thử. Đó, thì dễ quá. Dễ gì được rồi. Thì cứng. Chắc ngon các bạn ơi, làm thấy con vịt là rất là ngon mà biết có nướng chín không? Thằng này mà... chín đi. Mình cái cục này giờ không bao giờ đem đi hấp bia nữa đâu. Cái này đem luộc luôn. Mà anh em mình đem luộc luôn. Làm biến mà đem hấp bia rồi đó. Mỏng mỏng rồi. Mà mình thích luôn này.
Đầy quá. Đây. Con một con vịt nướng đất sét. Đó giờ mình chỉ ăn gà nướng nước sét, tới chưa ăn vịt nướng nước sét. Ở đằng này anh Mạnh nó làm con vịt nướng nước sét, con thử nó ngon cả nè. Nước ướp này nó ướp gia truyền cho nên không thể nào chỉ các bạn được. Đó. Mình đã hoàn thành phần nữa, anh Mạnh đã hoàn thành phần nữa con vịt rồi. Bây giờ chỉ còn đắp phần nữa là con vịt các bạn lành, mình sẽ đem lên lò mình nướng. Nước nào chín là ok. Dày quá. Mỏng đâu mỏng ơi. Quá trời. Bắt đầu quá dẻo luôn, dính dính ra luôn. Ừ. Hổng nướng đất kêu nhão quá. Nướng rút cuộc đem đi hấp bia luôn. Này phải thành công mới được. Cái này sao? Cái này chắc không hấp bia đâu mà chắc hồi đem vô nấu cháo. Chín. Không chín nữa mà bạc này nó rất là nóng. Kết cuộc sẽ ra sao các bạn nhớ xem theo dõi hết video của mình nha. Nó rất là gần. Ok. Cái mềm quá ha. Một chút xíu bò lại nó giống cái đòn bánh chưng quá mà bà. Bánh chưng. Đó có bà số ba la con bà kêu cháu bà vô già hoài. Đó. Sắp trở thành công các bạn không? Còn có đích nữa là xong. Chứ mình làm nó bóng cực kỳ bóng mà. Khúc nào là khúc đầu, khúc nào là khúc đít đâu? Này đi. Biết không? Ông nội tao còn biết. Nó cũng giống như cá bánh chưng, không biết khúc nào đầu mà không có màu đôi. Rồi, cầm con vịt lên mình bo lên cái. Đó, vịt nhà Mạnh nhấp trên kêu á, tiếng kêu vịt nghe các bạn thấy không? Ok. Bác hai. Wow. Đây. Hai mình đắp con vịt này vậy là kết thúc phần 1 của cái video là vịt nướng đất sét các bạn. Mình chỉ các bạn có cách ướp rồi cách quấn vịt sao rồi đắp đất sét ra. Các bạn nhớ đón xem phần 2 khi mình với Di Mạnh nướng con vịt và chín nha. Chào các bạn. Các bạn nhớ đón xem phần 2 nha. Các bạn nhớ đăng ký mình để theo dõi tiếp tục phần 2 dịch nướng đất sét. Bye bye các bạn.